Em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay em có làm cái nồi của chiếc phu mập lại nè các bạn. Và cái piston bạc mình thay bạc lại nè, thay bạc xịt nha các bạn. Và cố gắng giữ lòng, lòng còn đẹp thì cố gắng giữ lòng thay bạc lại nha các bạn. Xếp bắp lại nè. Thay hai post xếp bắp chính hãng, nồi thì làm lại chính hãng. Mình có bán shop, mình có bán nồi chính hãng nha các bạn. Thì các bạn tự xử lý, nếu chưa hú thì mình mua những cái vành chuông nè, rồi bố ba càng lẻ và những bố lá mình thay lại. Ok, thì mình sẽ có một cái thủ thuật để hướng dẫn các bạn xử lý cái chuồng heo lỏng sao không có cần phải đóng nha các bạn. Không cần phải đóng, rất là im. Như cái chuồng heo này lỏng nhẹ mình cũng xử lý luôn, cái im luôn nha các bạn. Nói chung là có thể chạy được vài năm là bình thường nha các bạn. Thì thứ nhất là dàn cam xe này là đi khoảng tầm khoảng 20-30 nghìn là nó hay hư dàn cam. Thì thay mới chính hãng các bạn, đừng có thay những cái phụ kiện lô vô, cứ chính hãng mình đưa vô nó im. Im nó không bao giờ sao. Các bạn thường nói là những cái xe này nó không được im, chứ mình thấy mà nếu thay đúng đồ nó vẫn im mà. Như xe này là 71.000 cây rồi nha các bạn. Thì nói chung là cỡ cái tầm đó mà đi không kỹ xe thì những cái bộ phận đó nó hư là chuyện bình thường. Nó quá hư là chuyện bình thường. Mà hôm nay mình đã thay rồi, mình kể cho các bạn là bạc thay nè, bạc thay. Ron là mình thay chính hãng hết nha bạn. Nhìn những tấm ron chính hãng á vô nó đẹp lắm nha bạn. Và sim này là phải thay sim chính hãng, tại vì những cái sim này là sim chịu nhiệt nha các bạn. Và những cái nhất là cái bạc đạn lóc nồi này nè, mà các bạn đóng không kỹ nha, có cái bạc đạn mà để chịu đầu dên đóng không kỹ. Mình thấy ai có bạn nào làm rồi đóng không kỹ nó hơi, cái bạc đạn nó không có chịu vô mà còn lúng ra thì nó sẽ đá vô cái phần cái nắp ba lỗ á, nó hơi xào nha các bạn. Chú ý cái phần đó thì mình cũng không có chi tiết nổi nhiều mà, tại vì mỗi cái quay mà quay nhiều quá quay không hết nổi các bạn. Thì mình cho các bạn xem nè, cục máy này thì nó cũng xì tùm lum hết các bạn. Mình cố gắng mình nói thật câu làm hàng chính hãng là các bạn khỏi lo. Cái cọng dây đây hai đứt nè, chúng bạn chét miếng mỡ bò này vô cho người ta, bạn khi lên ga cọng này dễ đứt lắm. Thì đây là cái phu mập FI, mình nổ máy lên cho bạn xem nha. Thì đây là cái cảm biến, là cảm biến nhiệt độ nè đó. Thì những cái xe này nó xe nào cũng bị hộp ga hết nha bạn. Các bạn phải có thủ thuật canh TBS lại nha bạn. Thì mình cái đó canh đó là anh em thợ ai cũng biết canh hết rồi, thì cũng mình hơi nói thì cũng dư thừa. Những cái xe này nè các bạn không có cần phải thay kim phun, thường hộp ga các bạn hay thay kim phun rồi đấu điện trở vô cái này nè, cái đó là rất là sai lầm nha các bạn. IC nhận biết được, giống như các bạn làm trái với cái phần mềm của nó, tự động nó điều tiết, nó chỉnh lệch thông số nhiều lắm nha bạn. Còn IC nó tự nó hiểu nó đang bị lệch, nó tự nó hiệu chỉnh lại là lệch thông số rất là nhiều, chứ không phải mình cắm cây kim lớn vô là nó biết luôn. Rồi mà các bạn đấu điện trở vô đây nè, nó biết luôn. Đen gian lượng xăng nó biết luôn. Các bạn phải biết xử lý TB. TB là giống như cái bản thân của nó là cái điều khiển mà để báo vị C đó. Thì các bạn chỉnh được cái đó là ok rồi. Thì mình nổ máy ra. Mình rất là thích sửa những động cơ FI nha bạn. FI không có giật giả vậy bạn. Cứ vô cái là nổ im. Thì FI nè, mình cho các bạn coi cái thông số ban đầu chưa khi nổ máy nha. Đây. Và mình cho các bạn nghe nồi, đây thông số nè. TB mình đã kéo điện áp rồi nè. Thì mình nói về các bạn cứ canh cái điện áp TB này dưới 500 cho mình, khoảng 4-6-10, 4-8-10 là ok nè. Canh cho mình điện áp này bao không hợp ga. Và mình phải đo cái TB mình lên nè, mình lên nhìn nhịp nhàng coi cái TB nó lên theo không, lên theo có bị sượng chỗ nào không. Thì cái này là gọi là lý thuyết thôi, lý thuyết thôi, còn vô thực tế là nó vẫn khác nha bạn. Thì đặc biệt FI không cần mồi ga nha bạn, không cần mồi ga. Các bạn nhấn cái nổ liền, rất là đã nha các bạn, nó rất là đã. Rồi các bạn nổ liền, các bạn coi để ý những cái thông số như cảm biến oxy phải nhảy nè. Oxy là cảm biến để nó theo dõi cái lượng xăng dư thừa của các bạn, từ nó hiệu chỉnh lại xăng đồ luôn các bạn. Đang nhảy tốt quá nè. Rồi các bạn thấy đây nè, cảm biến oxy đang nhảy tốt nè. Tiếp tục các bạn dò máy phát nè, máy phát mình nạt coi. Máy phát lên 14 nè, là hệ thống sạc máy phát mình ok. Và nhiệt độ khí nạp là nhiệt độ môi trường, mình đang mưa các bạn, đang mưa báo 31 độ thì cũng đúng rồi nè. Rồi IAT, IAT là cảm biến áp suất khí nạp các bạn, nhiệt độ khí nạp các bạn. Rồi nhiệt độ động cơ nè, 95 độ nè, hiện giờ đang nóng nè. ECT là nhiệt độ động cơ nè. Đây nè, cái IAT là cái cắm biến cắm ở đây nha bạn, cắm cái bầu lọc gió á, nó đo là 31 độ á, cái dưới là nó báo điện áp. Còn cái nhiệt độ động cơ là cái ECT là chỗ này nha bạn, chỗ này nè,
Rồi tiếp tục cái ga là cái TBS nha bạn. Ga TBS mình bị quay qua đây cho các bạn xem. Cái ga, cái cảm biến ga là cái TBS nè. Cảm biến ga là cái TBS là chỗ này. TBS là có chọn chỗ này nha bạn. Xe RS này bị lỗi cái phần này. Đó, thì canh điện áp lên cho mình cái này. Là ok nè. Bạn nào mà nói vậy là biết, anh em thợ biết là canh lên. Không tuyệt đối không được cắm kim phun AB125 vô cho nó nha các bạn. Không được đấu điện trở vô cái phần cảm biến nhiệt. Tự động nó hiệu chỉnh là thông số hao xăng, ăn xăng kinh hồn nha các bạn. Rồi tiếp tục mình dò tiếp cho các bạn. Bơm xăng đang hoạt động nè. Rồi le nè. Rồi những cái trạng thái khác. Tốc độ xe này thì báo tốc độ cơ, không có báo được. Cái hiệu chỉnh hiệu suất môi trường là ok nè các bạn. Để xe này mình làm coi như máy móc đạt. Rồi mình cho các bạn nghe tiếng động cơ. Làm xong nhớ reset lại thì chỉnh ra anti mới ngọt rồi bạn. Nút chỉnh ra anti đây nè. Ở đây có nút chỉnh ra anti nè. Siết vô. Nghe cảm biến TBS nha. Siết vô là nhỏ, siết ra là mình canh sao cho nó khoảng tầm 1000. Đối với số thì mình thấy nó càng nhỏ càng ngon hay sao các bạn. Các bạn thích nhỏ nhưng mà mình thấy cỡ 1200 là ok á. À 1400 nè, 1300. Nói chung là quy định công ty á, canh quy định của hãng là từ 1500 tới 1700 là cao lắm. Mình sẽ hạ về cho bạn. Nói chung là cả này cũng ok rồi. Thì mình nghe cho bạn nghe tiếng động cơ và tiếng nồi. Tiếng nồi trước nha bạn. Tiếng nồi nè. Không có một tiếng gõ trong nồi nha bạn. Không có tiếng gõ trong nồi. Rồi tiếp tục mình nghe cái phần đầu. Phần đầu chỉ nghe đúng tiếng. Tiếng cò thôi bạn. Cảm giác mình nghe đúng tiếng cò. Nghe đúng tiếng cò thôi nha bạn. Cảm giác là không có nghe được cái tiếng xào luôn nha bạn. Tiếng cò thôi. Nói chung là chủ mà 70,000 cây làm vậy là đạt rồi. Gòn là Sài Gòn chính hãng, các bạn thấy nó không có thừa ở đâu á. Rất là đẹp. Rồi nha bạn. Ở đây có cái cảm biến Everbo nữa nè. Cảm biến này xử lý cái khí bài hơi của xăng. Rồi nha bạn. Thì đây là cái cổng calipers bạn, cổng để kết máy nối với máy đục lỗi. Xe FE là có. Cho mình thích dọc khóa những cái phần FE hơn bạn. FE có nhiều cái hay lắm. Rồi rất là im mặt, cái này giao xe được rồi đó.